あ、い、う、え、お。あ、い、う、え、お。アオザイ、アオザイ。ta cũng có hai nét rất là đơn giản. Nét thứ nhất là một nét vậy. Ichi, nét thứ hai là một nét dọc. Ni, i desu ka. Viết lại thêm một lần nữa nào. Ichi. Ngữ pháp ngày hôm nay của chúng ta sẽ là Nansai desu ka. Nansai desu ka là một câu hỏi có nghĩa là bạn bao nhiêu tuổi. Trong đó thì Nansai